Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể các bạn khán giả có mặt ở trường quay hôm nay, cũng như là các bạn đang xem đài. Em tên là Tống Thanh Tiên, năm nay em 31 tuổi, em ở Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện nay là quản lý của công ty gia đình. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, và chào khán giả xem đài. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 26 tuổi, em cũng làm kinh doanh gia đình thôi. Hiện tại thì em cũng đang ở Bình Dương. Vậy thì chắc là hai bạn là chắc là hàng xóm, mà cũng có thể là hai bạn quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ, quen nhau, nói chung là ở nhà nhau thì gần lắm ạ. Cách đó, nhau chỉ có 300-400 mét thôi. Thấy chưa? Nhưng mà thời gian gần đây thì mới quen biết nhau. Chứ trước đó từ nhỏ lớn lên thì cũng không hề quen biết nhau gì hết. Không biết nhau luôn. Dạ. Ủa vậy cái cơ hội nào mà hai bạn gặp nhau để mà rồi yêu nhau? Khi mà hai vợ chồng đi cùng một cái đám cưới thì chồng em thì không có cái ấn tượng gì về em hết. Em thì có ấn tượng về chồng em là lúc đó nhìn chồng đẹp trai. Nói chung là nhìn rất là thích, nhìn rất là thích, nhưng mà mình theo kiểu mình không có chủ động, mình bị động. Nhưng mà sau 6 tháng sau, em cũng tham gia cuộc thi thanh lịch của phường tổ chức. Chồng em cũng tham gia chương trình đó luôn. Vô tình gặp lại nhau một lần nữa. Hôm chung kết em không được thi, chồng em được thi thôi. Có nghe tên giới thiệu qua, giới thiệu lại là anh này trong, tên vậy. Trong cái cuộc thi là cái phòng sơ tuyển á, nó có một cái phần thi là giới thiệu bản thân. Lúc đó là vợ em nói là em đã để ý em rồi. Xong rồi vợ em mới về nhờ một cái người bạn làm ở cái đơn vị tổ chức á, hỏi xin cái danh sách thí sinh tham gia, cái từ đó mới kiếm được số điện thoại của em. Tức là vợ chủ động đi kiếm số điện thoại của chồng. Dạ đúng. Ủa nhưng mà chị hỏi em là vợ em đẹp như vậy mà lý do gì mà ngay cái hôm lần thi đầu tiên đó em không có cái ấn tượng gì vậy? Cái gu em là bắt đầu là cao hơn. Cái gu là nó cao đó, chân dài đó đúng không? Đó. Chân phải dài. Đó là toàn mấy nữ cao không à. Có vợ em là chắc thấp nhất. Nhưng mà ảnh không chú ý tới em, đúng không? Dạ. Em có nghi ngờ về cái có, chuyện có. Nói chung là ngay từ đầu khi mà nhìn thấy ảnh em đã nghi ngờ cái giới tính, nghĩ anh là 3D rồi. Nói chung là xưa giờ vẫn nghi ngờ là 3D. Tới bây giờ luôn à? Không, hồi đó thôi. Đó thôi chứ tưởng đâu dạ, tới bây giờ luôn là đâu có được. Rồi sao, có số điện thoại rồi? Có số điện thoại rồi nhưng mà mình ngại lắm, mình không dám nhắn tin, mình không dám gọi điện thoại. Em lên Facebook kiếm tên Facebook của anh này, tìm kiếm được rồi nhưng mà không dám kết bạn. Nhưng mà 2-3 ngày sau giống như là ngu si vậy, một phút ngu si vậy á, cái mình bấm vào kết bạn, thì trong thời gian đó thì anh đó đang online luôn, anh xác nhận lại liền luôn, mình không kịp bấm hủy kết bạn đi. Lúc đó em cũng không biết nữa, tại vì một ngày cũng có vài người kết bạn nên là em cứ thay kết bạn thì em bấm thôi. Nhưng mà mỗi lần kết bạn có coi hình nền không? Cũng có chứ anh, coi có gái thì mình kết bạn. Bữa chung kết anh thi xong, mà em biết cái chương trình mình thi xong á là 12 giờ đêm thi mới thi xong, thì lúc đó là đêm buổi tối vậy á, canh gần 12 giờ em mới đăng cái hình, một cái hình lung linh của mình lên, mình đăng mình thả thính là có cái bệnh gọi là ngại yêu rồi, mình cảm giác như mình thả thính là mình đang cô đơn vậy á. Nếu như mà anh đó không phải BD, anh đó thực sự là có ấn tượng về mình thì anh đó sẽ comment hay là anh đó sẽ like. Rồi sau đó em thức dậy thì em đã thấy anh đó comment thiệt. Anh comment sao? Dạ, anh comment là bệnh này bị nhiều lắm em, anh cũng bị vậy, kiểu như vậy. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Khoảng một tuần sau là em hẹn vợ em đi uống cà phê. Nhà cũng gần nên là cái bữa đó em đi xe đạp qua cái quán đó, thì nó ở trong cái khu dân cư, là trong cái khu đó luôn, cũng cách khu cách cái nhà tụi em luôn. Rồi cái em mới chạy vô cái quán đó, cái chút nữa vợ em đi ra, đi vô quán, mà lúc đó em ngồi ngoài cái quán là có cái phòng lạnh với lại cái không gian ngoài. Em ngồi ngoài cái giờ em nói mũi lắm, thôi mình vô phòng lạnh mình ngồi. Cái xong rồi hai đứa vô phòng lạnh ngồi, thì theo cái phép lịch sự bình thường thì là thường thường là mình ngồi đối diện nhau thôi. Xong mà không biết bữa đó tự nhiên em ấy, sao em ngồi kế bên luôn. Cái rồi sao nữa, tự nhiên tới cái hấp dẫn cái đúng rồi đó, trời ơi em chơi mà đúng không, thích nghe những cái đó đó. Rồi sao vô trong phòng đó có nhiều người gặp thì cũng anh đó gài, em không nhớ là gài cái gì nữa, mà em phải ôm anh một cái. Mà là em ôm ổng? Dạ, ôm hờ qua một cái rồi chạy đi thôi. Rồi khi nào mới bắt đầu có nụ hôn xuất hiện? Khoảng 2 ngày sau, cũng ở cái quán đó. Ý là sau khi quen là em hẹn liên tục ở quán đó. Em thấy cái quán đó địa điểm tốt. Phong thủy tốt. 12 ngày sau thì em đã gài được vợ em hôn tiếp.
Mà ngại sao? Không biết sao lúc đó cái trình độ em nó cao vậy mà em giờ không nhớ luôn. Bác có nghĩa là em bà chủ động hôn mình luôn. À. Nhưng mà em cảm thấy nó rất là sung sướng và rất là hạnh phúc do... khi mà mình bị gạt. Dạ, cũng sung sướng nha. Nhưng mà nè, đi chơi nhiều như vậy rồi gia đình có biết không? Gia đình em có dễ không? Gia đình em khó lắm. Gia đình em mà em là người gốc Bắc. À. À, khá là khó. Nói chung mà đi chơi lúc nào mình đi chơi cũng từ 7:30 tối tới chỉ tới 9:30 9 giờ 9:30 tối là còn phải về rồi. À? Dạ. À. Đi chơi được vài lần như vậy, nói chung 1 đến 2 tuần ba em cũng nghi ngờ. Ba mẹ em gợi ý là nếu mà cảm thấy tiến tới xa hơn được nữa thì mời anh đó về nhà chơi. Rồi sao em có tới không? Dạ có, tại vì em cũng có ý định nghiêm túc. Ừ. À, thì mời thêm tới thôi. Hồi đó giờ em quen cũng mấy người rồi nhưng mà em chưa tới nhà bao giờ. Mà em sợ không? Dạ sợ tâm chứ. Trạng em sợ. Lúc mà hôm em gặp lần đầu tiên em gặp ba mẹ vợ đó, cái cảm giác em sao? Nói chung mà run lắm, y như là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc trước ngồi coi tivi. Em với ba ngồi đối diện vậy nè, mà bà vợ em chỉ hỏi là con hôm nay là làm gì ở đâu. Cái im đe luôn. Cái từ đó là hai người ngồi coi tivi. Tắp về cái ba nói nếu mà cháu có định nghiêm túc á thì mời ba mẹ qua đây để nói chuyện cho hai đứa tìm hiểu. Cái lúc đó em nghĩ là ba mẹ qua là tới cưới rồi mới qua, đâu có tự nhiên mà tự nhiên mới quen mấy bữa cái tự nhiên mời ba mẹ qua. Cái em về cũng nói với ba em thuyết phục nên xong rồi ba mẹ em cũng qua, hai gia đình mới vô cũng ngồi nói chuyện. Lúc đầu là cho hai đứa nó tìm hiểu thôi. Cái không biết nói sao khoảng 2 tiếng hồ sau cái quay qua hai đứa chừng nào cưới. Em không hiểu luôn. Quá nhanh luôn. Nhưng mà lúc đó là quen nhau được bao lâu rồi ta? Lúc đó quen nhau chừng nửa tháng. Đó cũng chút đỉnh đó. Còn nửa tháng thôi vậy đó. Rồi bao lâu thì đám cưới luôn nè. Sau đó là hai gia đình đi coi bói, coi ngày. Coi ngày tới ông thầy đó coi ngày. Em bây giờ mới đầu nói là để coi hợp không. Nếu mà không hợp á thì lần sau mình đi chỗ khác, mà mình đi trước mình đút 500 vô. Thế nào coi cũng hợp. Anh ngờ hên là cái bữa đó coi hợp luôn. Mà thầy nói là cho hai cái ngày, một cái là tháng 4 âm, một cái là tháng 10 âm. Mẹ em với mẹ vợ em mới nói là tháng 10 đi, tại vì đỡ cập rập. Em là em muốn tháng 4. Cái xong rồi không đấy hai người hỏi em cái giờ con muốn tháng mấy. Dạ thôi tháng 10 cũng được. Nhưng mà trong bụng là muốn tháng 4. Dạ trong bụng là muốn tháng 4 là muốn cưới liền. Tình cảm nó đang mới mẻ. Chung là về nhà xong rồi anh mới nói là thấy ngu, sao thấy hồi đó sao lại không phản bác lại cái ý kiến đó liền. Thì khi về nhà thì mới thảo luận với nhau mới nói lại là thôi đi coi lại tháng 4 đi, đừng coi tháng 10. Cái mà em mới tác động với ba em. Tháng 4 đi ba ơi. Thấy cũng hơi lâu quá. Rồi chốt tháng 4. Như vậy là cưới trước được 6 tháng. Vậy là cưới từ lúc cưới cho đến lúc ngày hôm nay là được nhiêu bao lâu rồi? 3 năm. Gần 3 năm, 2 năm 11 tháng. Các em có em bé chưa? Dạ rồi, dạ có một bé 2 tuổi. Chúc mừng nghe. Rồi thôi bây giờ qua cái phần kia đi. Cái phần sau khi, tại vì yêu cũng nhanh đúng không? Tìm hiểu cũng ấy, nhưng mà rồi sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì có thấy được những cái tật xấu nào của nhau bắt đầu mới lòi ra không, hay là vẫn cứ đẹp như mơ vậy? Không. Dần dần giống như là bị hụt hẫng nha. Em thấy mỗi ngày trải qua đều phải hụt hẫng. Giống như bóc bánh tét vậy đó phải không? Bóc lớp này bắt đầu bóc ra rồi. Thấy luôn cái nhân rồi, cái đòn rồi. Rồi sao nè, cái tật xấu của anh à? Nói chung là khá là bừa bộn. Trải chuốt cả bản thân. Nhìn bánh tỏn nhưng mà bừa bộn à? Dạ. Nói chung mà trải rất là trải chuốt bản thân luôn. Bao nhiêu tủ đồ giống như quần áo, mỹ phẩm của anh nó rất là nhiều nhưng của cái em gì mỹ phẩm nói lại coi cái gì mỹ phẩm. Nói chung là máy rửa mặt, sữa rửa mặt các thứ. Đồ nói chung hết là đúng, không? Đúng rồi, anh có hết. Nói chung là em cảm giác là anh điệu hơn em vậy. Hồi đó em thấy hả tủ đồ á là đồ của em không. Nhưng mà sau lúc thời gian mà giảm cân thành công á còn gần 70 kg thôi. Là hả mua đồ rủ vợ đi shopping xong về tủ đồ nhìn thấy đồ của anh không. Mình tham khảo cho biết thôi chứ mình không có đánh vô là tật xấu. Cái nào có tật xấu là đam mê, cái đó là sở thích. Rồi tiếp tục tật xấu gì nữa? Tối hay khuya dữ lắm ạ. Khuya xấu quá em. 2-3 giờ sáng mới ngủ. Thức khuya làm cái gì? Xem phim rồi chơi game rất là nhiều thứ luôn. Nói chung mình bị nghiện điện thoại vậy. Giờ tới em đó, tới vợ đi đó. Vợ em có tật xấu gì không nè? Nhưng mà vợ em tính rất là ỷ y, nó không có biết lo cho bản thân nhiều. Là đó, trên mặt vợ em là có cái vết thẹo, là em với vợ em là làm bên kinh doanh gỗ. Cái bữa đó là vợ em để cây gỗ đập trúng đầu, tét vô một đường luôn. Vậy đó hả? Nhưng mà cái đó là tai nạn thôi chứ cũng đâu phải là cái tính bất cẩn trong cuộc sống cũng
khá là lúc, bất cẩn lúc mà có bầu á, có bầu lúc còn ở chung với nhà em, nhảy cà tưng xuống hai bậc xuống nhà em hết. Em quên mất là em có bầu luôn. Rồi giờ còn cái gì nữa không? Nóng tính. Nóng tính. Mỗi lần nóng lên là em nói cái gì cũng không nghe. Cứng đầu. Nóng lên là như là làm ngược lại, mình muốn nói cái gì là bắt đầu làm ngược lại, mà cũng khi lớn tiếng nữa. Mà em là em tính em cũng hơi nóng. Nhưng mà gặp vậy em cũng phải nguội lại. Thường là ở nhà vậy đứa nào kèo dưới? Chắc em quá. Rồi giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em mong muốn vợ là có biết chăm sóc bản thân hơn. Có thể là đừng có bất cẩn, đừng có lăng xả nữa. Tại vì mình là phụ nữ, mình cũng không phải đàn ông. Có nghĩa là bây giờ chồng muốn vợ là bớt bất cẩn lại thôi. Còn mong muốn cái gì nữa không? Mong muốn là đừng có nóng tính nữa. Đừng nóng tính nữa. Với lại giờ em có cái tật là suy nghĩ hơi nhiều. Là cũng như người ta chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết là người ta ý gì. Nhưng mà về cứ tự suy nghĩ ra rồi suy diễn. Còn em sao, em muốn chồng thay đổi gì? Chồng em thì em muốn nói chung là nếu mà không dọn dẹp nhà thì đừng có bừa bộn nữa. Rồi cố gắng chịu chơi với con hơn, chăm sóc sức khỏe bản thân, nên là ráng ngủ sớm hơn chút, quan trọng sức khỏe của mình. Vậy thôi đúng không? Hai ngày này đẹp 3 năm rồi vẫn còn rất là hạnh phúc. Những cái mà chồng mong muốn vợ, vợ mong muốn chồng, chị thấy cái đó nó cũng rất là nhỏ thôi mà các em sẽ tự điều chỉnh được, đúng không? Chúc cho hai vợ chồng em nghe, nếu được, nếu muốn thì sẽ có thêm đứa nữa, nghe, để cho vui nhà vui cửa và cuộc sống luôn luôn tràn đầy tiếng cười nghe, và luôn luôn hạnh phúc và công việc mọi thứ đều được ổn thỏa hết nghe. Cảm ơn hai đứa chị. Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Trời, nhìn thấy vui tính quá à. Chắc hôm nay sẽ đem đến nhiều câu chuyện vui lắm đây nè, phải không anh? Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thận và chào khán giả xem đài. Tôi là Nguyễn Văn Hưng, sinh sống tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề buôn bán tự do. Năm nay tôi, cách đây 10 năm thì tôi được 39 tuổi rồi. Năm nay mới 49 à, đúng không? Rồi, mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Nhất, em 29 tuổi, em quê quán ở Bình Định nhưng mà hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái tiệm nail mini và buôn bán online ở nhà. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi. 29? Dạ. Anh Hưng 49, ôi, đã đề tính Nhất nữa, ôi, Nhất anh Hưng rồi. Nhưng mà nè, sao mà anh lại gặp cô bé này và tại sao cái tình duyên hai người đến với nhau trong một cái tuổi mà nó chênh lệch như vậy? Chắc là do là duyên nợ là nhiều. Thực ra thì buổi đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau ấy, thì không ấn tượng với nhau nhiều, mà thậm chí còn sốc và ghét nhau. Sốc và ghét nhau? Đúng. Trong hoàn cảnh nào? Lúc đó đi làm nail hả anh? Không, tôi vào, cô ấy ở quê vào Sài Gòn, cô ấy học việc. Thì cô có đi làm ở tiệm gội đầu cho người bà con. Thì hôm đó là lần đầu tiên tôi cũng đi vào tiệm gội đầu. Thì tôi vào tôi cắt tóc ở trong đó. Thì là hôm đó thì cũng đông thợ đó, cả nam cả nữ cũng có. Thực ra thì ngày đầu gặp cô này thì cô nhỏ lắm, có 36kg thôi. Mà tôi cứ đoán chỉ 17-18 tuổi, nhưng thực ra cô làm 26 tuổi rồi. Có chồng có con rồi. Thấy nói chuyện bạo mồm lắm. Đâm ra là tôi cứ thấy đỏ, tôi tưởng 9 tuổi, chắc là con này bạo mồm này thì chắc tí cũng mình sơ búi tí đây. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em gặp bạn này á, là bạn này đã có chồng rồi. Đúng rồi. Chị, còn em thì cô, sao? Em cũng lúc bây giờ em có vợ rồi, hai con rồi. Thực ra thì chắc là duyên nợ sao thì cô này cũng mới ly hôn và em thì cũng mới đang trong trên đà bờ vực hạnh phúc gia đình là tan vỡ. Đâm ra là vô tình là gặp nhau. Còn em thì sao, khi mà gặp anh thì sao? Lúc mà em gặp anh này thì em cũng ghét lắm, tại vì anh này vào tiệm là giống như cái thái độ như là đang dò xét, đang soi mói gì đó. Nhìn cái ánh mắt rất là tìm hiểu ấy chị. Tìm hiểu kiểu như là dê dê gì đó. Hôm đầu làm ấy, tại vì do tôi dê cô ấy. Hay là cô ấy bảo là thôi thế thì chú mà cứ dê con thế này thì thôi con không làm đâu. Thay nhân viên khác. Chú. Chính tôi cũng lại đuổi cô ra bởi vì tôi dê cô mà cô không cho dê. Nên ra mới đổi. Đổi thì từ lần sau đi vào là tôi không có nhận cô này làm nữa.
Nhưng mà chắc là duyên số làm sao ấy. Thế là mấy lần sau thì là hôm đấy là không có thợ. Thì phải chịu thôi. Phải chịu cố làm. Cuối cùng là phải nói chuyện tử tế với nhau đàng hoàng, xong rồi dần dần là có tình cảm dần. Sau là tôi cứ gọi cố làm để ủng hộ cho cô ấy. Nhận là con nuôi, xong rồi dần dần mới thân dần lên. Chứ không phải là dễ dàng với cô đâu. Đến lúc nào thì cảm thấy xuyến xắn với cái tình cảm của bố nuôi? Nói chung là rất là nhiều lần anh này là rủ đi chơi, uống cà phê hoặc là đi phòng trà. Nhưng mà tại vì em cái hoàn cảnh mình mới vừa ly hôn chồng chỉ một năm thôi, mà mình đang vướng bọn con nó, cho nên là em không đi. Nhưng mà anh này rất là thật tâm luôn. Nói chung là hầu như là tuần nào anh cũng qua bên tiệm để... Nhưng mà em không đi gặp anh bên ngoài thì anh sẽ vào tiệm gặp em. Tầm 7-8 tháng là em cảm động được cái tình cảm của anh này dành cho em. Nhưng mà nói thật đấy là em không hy vọng lắm. Bởi vì em lớn tuổi rồi, em đang là xưng hô bố con như vậy. Thì mình cũng kiểu như là chân tình và cũng là đùa cho nó vui thôi. Đến lúc mà tiếp xúc nhiều rồi là em đã bắt đầu là mở lòng, là lúc 7-8 tháng là em đã biết là anh này anh thích mình thì tốt nhất là mình nên nắm lấy cái cơ hội của mình. Em quyết định là em sẽ đi chơi và sẽ tìm hiểu anh sâu hơn về hoàn cảnh của anh thực sự như thế nào. Thứ là nghiêm túc với anh và suy nghĩ về anh và đi chơi nhiều với anh, đúng không? Bố dẫn đi chơi khắp nơi đúng không? Bố đi đâu? Bố dắt đi đâu? Bố ơi, mình đi đâu thế? Em đồng ý đi chơi á, là hôm đó em đi là không phải là em gài kèo gì, nhưng mà thật sự là em kiểu như một mình đi, em rất là nhát, em không dám. Cái em rủ cả tiệm á, mấy anh chị ở trong tiệm đi chung với em chơi, lại đi karaoke, xong rồi là đi tăng hai là đi phòng trà. Là em vẫn đi với mọi người. Đi em... vậy mỗi lần mà dẫn đi như vậy là bố lo hết tất cả. Thì bố phải lo rồi. Thì bố phải lo. Tăng 1, tăng 2 luôn ấy. Cái thời điểm đó lúc bây giờ cũng muốn là nhốt chim vào lòng rồi. Cho nên là phải cố. Khi mà tôi đưa đi chơi nhiều ấy, thì tôi đưa vào phòng trà chơi. Thì cô này lúc bây giờ mới thấy tôi vào đào nhiều mà mình cứ ôm mình nhảy ấy. Chắc là cô này nghĩ rằng phải nhanh chóng đây, không thì sợ mất cơ hội. Thấy vệ tinh nhiều quá. Thế em thấy sao? Thấy 10 điểm không? Nói chung là chắc được 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi được rồi. Nói chung là hai người là hòa hợp đúng không? Hòa hợp. Tới cô giờ cô là... này thì cô cũng nói thật. Sao bữa đó là cái như đổi cách xưng hô luôn đúng không? Thay đổi cách xưng hô. Thì là anh em. Thì tôi cũng nói rõ, tôi bảo bây giờ không ai muốn đổ vỡ làm gì cả. Bản thân anh đổ vỡ gia đình và em cũng đổ vỡ gia đình. Thì mình nên trân trọng những cái gì mình đang có. Mình nghiêm túc, mình tìm hiểu. Mình cứ sống thử với nhau 2 năm. Nhưng mà phải chân thành với nhau. Nếu mà sau này hợp duyên hợp số, tiếp tục ở với nhau, có con có cái, đăng ký kết hôn đàng hoàng. Còn nếu mà không hợp duyên hợp số, mà thậm chí ở với nhau cảm thấy nó vướng mắc quá mà không hợp, thì mình chia tay nhau đi chăng nữa thì mình cũng không được hờn trách nhau. Thì hai đứa chúng tôi là nghiêm túc ở với nhau đúng 2 năm theo quy định với nhau như vậy, thì chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Thì vui vẻ đúng không? Khi đúng mà rồi. Về ở với anh thì thấy anh này là người như thế nào? Chắc anh vui tính. Có nhiều tật xấu không? Anh này thì đặc biệt là có cái tật xấu lớn nhất, đó là cái tật xấu đánh giấm, là nói theo tiếng đàn. cứ anh em ngủ là đánh đó chị ơi. Ôi trời ơi, anh đánh xong là anh cứ cái mền là đánh cho mình nghe đấy, sợ mình không nghe, sợ mình ngủ ngon. Trời nói ơi, là nếu hạnh phúc mình... lắm luôn á. Giống một như là cô này cô thật thà một lắm. Lần như thế là được, giống như là đường chỉ vàng vậy đó, hạnh phúc lắm. Rồi còn cái tật gì nữa không nè? Chị nói chung là tại vì anh này lớn tuổi rồi, cho nên là vì tật xấu thì không có nhiều. Anh này tính là ảnh rất là vô toàn luôn á. Trong gia đình là anh này kỹ tính quá, tại vì lớn tuổi cho nên là kỹ tính hay vô toàn về vấn đề bếp núc gia đình đó. Anh này nhiều lúc em đã dọn cố sạch lắm rồi, anh này vẫn cứ lôi ra cái này chưa sạch nè em, cái này chưa sạch nè em. Rồi em thì không thích ủi đồ thì anh này cứ bố thích mẹ ủi đồ. Em nói là thôi thì lâu lâu mình ủi một lần được rồi, cái ngày nào mình cũng ủi thì làm sao mà em làm hết việc được. Anh này rất là chu toàn, giống như là muốn mọi thứ trong nhà là phải thêm một cái nề nếp đó. Rồi con vợ em sao em? Cô này nếu mà nói về tật xấu thì nói chung là xấu tai, xấu hại, xấu kinh dị luôn ấy. Cô này có mấy cái tật xấu mà đến tôi còn sợ. Cái thứ nhất là nói một đằng, nói A thì làm B. Đấy là cái tật, đó là nói một đằng làm một nẻo. Nấu nướng thì như thế nào? Đúng rồi. Nấu tại nướng vì thì một người là miền Trung, một người miền đúng Bắc. Đúng rồi. Đó. Hai vợ chồng là tôi là người Bắc, cô là người miền Trung. Nói chung khẩu vị á. Cô ấy không phải là không biết nấu, cô nấu cũng được lắm, nhưng mà vì được khẩu vị ẩm thực của mỗi vùng miền nó khác nhau. Cho nên là mỗi một lần khéo bày ra mâm cơm, hai vợ chồng em phải bày hai khẩu phần khác nhau để... vậy đó hả? Là em nấu hay anh nấu? Có lúc em nấu nhưng mà cũng có lúc anh nấu. Tại vì cái vùng miền nó khác, cho nên là... Là nấu hai cái món khác nhau. Tôi lắm hôm tôi nâng niu từng tí mà tôi nấu món đặc sản của tôi để cho chiều cô ấy, cho cô ấy ăn.
Ăn xong cô ấy nhắn tin với người nhà, cô bảo ui dồi anh nấu như thổ á. Cái món gì vậy em? Cái món thịt đông ấy. Trời ơi, cái món nó ngon thế, ngon luôn cực kỳ luôn. Còn cái tật lười như này, à cái tật mà đoảng ảo thì cái tật này đặc biệt. Đấy là cái tật đoảng nó như vậy. Đoảng, đó. À. Đúng rồi. Bây giờ vậy, trong những cái thói hư tật xấu vợ là em có muốn vợ em thay đổi điều gì không? Muốn thay đổi thì nó là vợ là chồng với nhau thì nó là phải có cả duyên, có cả nợ thì mới sống được với nhau được. Thì thôi cũng không cần phải thay đổi được gì cả. Cứ đã cho sống được sao, biết được sao, yêu thương sống có ích là được rồi. Còn em sao, em có muốn chồng thay đổi cái gì không? Không, anh này thì hình như là không có tật xấu luôn. Chỉ cái mỗi là đánh đấm là nên lựa vợ một tí, lúc mà vợ khó ngủ thì để cho vợ ngủ. Và lại là công việc là anh nên làm vừa thôi, tại vì lớn tuổi rồi, nói chung là nếu như mà làm nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe. Thì em chỉ mong anh là thay đổi một tí đó thôi để sức khỏe mình nó ổn định hơn. Vợ mong muốn vậy là vợ yêu chồng dữ lắm đó nha em. Nhưng mà hỏi thiệt em nè, bây giờ em có muốn hai em có một đứa con chung với nhau không? Có chứ. Đó là lý do đến đây. Vậy hả? Em năn nỉ mãi mới chịu tham gia. Đúng không? Nhưng mà lý do tham gia là vì muốn gặp ông mụ. Để ông mụ chúc em bé. Chúc đưa mụ ơi. Thôi thì bây giờ chỉ mong cho ngày lành tháng tốt mà xuất hiện một thiên thần đáng yêu nữa mà thôi ha. Hôm nay xin chúc cho hai vợ chồng, nhất anh Hưng, hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ thuận hòa, yêu thương nhau trọn vẹn, và một vài tháng nữa bác sĩ sẽ báo có tin vui, và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần nghe, một bé gái tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn khán giả. Chào cưng. Dạ chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty PM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên mình thấy anh này, thì tự nhiên ảnh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tự em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên một cái chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Từ anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh này không? Giờ để bạn nói đi, cô có bị vô duyên không nha? Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em nó có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của người. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nhìn từ cái nhìn đầu tiên là muốn... Là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lan của cà rốt và em là muốn là con thỏ đúng không? Dạ. Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên, có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên, cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ, kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh này nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương, thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không, chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi vô khách sạn. Vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi. Mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Cũng bối rối chứ chị. Đúng không? Bối rối tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi lần đầu tiên ngủ khách sạn. Thấy căng quá. Đi vô may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi. Nửa đêm á. Cái
bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cứ ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đang nóng thẳng mà. Nằm mình nhịn vô đêm. Khó chịu luôn. Mình không thể nào mà mình con sổ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt mà. Mệt quá em. Cũng phải ráng tí đồng hồ thôi mệt quá. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tại vì em bị ngạt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp. Em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà nói thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc là ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó tụi em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hút trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, em mới thấy khách sạn thôi chui vô, thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không? Có, tại vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn, thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay giở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cái em kêu là bóng đè á chị. Mang đồ đen nè. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ giờ em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo, mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi, mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi báo này kia thì báo nói em khó có con lắm nên tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng. 14 tháng rồi. Dạ. Thôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống cả hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng không có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng không nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Thấy chưa? Cái tật xấu à, thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái đó đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lẽ ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. Anh cũng vậy á. Dạ. Rồi có người cùng hành cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Và sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Là cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có một lần cái tính em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em, thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu ơi thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc em mới biết đó chị, lúc đó em mới biết vợ em ghen. Ghen không? Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là
bị nhập á, bị nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra. Tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi. Nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm. Đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật cái cách đó. Mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội. Mình nói trời sao mình la dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói hơi quá. Tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la, em la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này kiểu như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em sửa, em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn ảnh thay đổi cái kiểu là tối đừng thức khuya. Phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Khi mình cứ làm buổi tối vậy á, nhiều khi mình á cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi. Mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để con mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, người sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Dạ. Còn Hoàng mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ để nguyên thôi, chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy ngứa cái tay. Thấy ngứa nhớ. Ngày nào không nghe vợ cằn nhằn cũng thấy khó chịu. Còn phải chọc cái gì đó cho la cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ hai người này dễ thương quá. Cặp đôi này là quá hoàn hảo rồi. Thực sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi. Thiệt không, luôn này, em tính chất công việc á. Em thức em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có cũng cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc với bà định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó, vừa xong là beng là bà trả lời liền, mà lúc đó là 12:30 rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế có khi quay tới 2-3 giờ sáng mà liên tục như vậy. Tính chất công việc. Trước hồi nãy anh rất là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng đó, thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Cổ Thuần và chị Hồng Vân. Tên em là Hồ Thị Nhung. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại bây giờ em đang ở nhà chăm con. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An. Trước đây là Nhung làm cái gì? Dạ, trước đây là em là nhân viên kinh doanh. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại vì không có ai chăm mẹ cho nên em xin nghỉ ở nhà. Dạ, mời em. Dạ, xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chào nghệ sĩ Hồng Vân và anh Cố Thuận. Em tên Hồ Đức Cường. Năm nay em 34 tuổi, đang là nhân viên kỹ thuật bên Điện Lạnh. Hình như là hai em đã từng tham gia một chương trình gì trên TV rồi phải? Dạ, em có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2016. Dạ, còn em... chưa có chị ha. Dạ, dạ, em tham gia năm 2018. Hai đứa tham gia hai năm khác nhau. Dạ, yêu chéo. Dạ. Có nghĩa là sau khi quay thì bọn em hai đứa đều là bấm nút cho đối phương. Dạ đúng rồi, bọn em ra ngoài tìm hiểu không có ấy thì chị không có rạp với ấy thì chương trình có một cái Facebook riêng cho những đôi mà không có thành ấy.
Thì vào đó thì kiểu như tìm hiểu trò chuyện. Cuối năm 2018 ấy, các bạn ở trong group rủ nhau tổ chức offline. Thì đi bọn em gặp nhau. Gặp anh này. Như vậy là cái hôm offline đó cũng là lần đầu tiên tụi em gặp nhau đúng không? Đó. Rồi vậy nói luôn cái ấn tượng đi. Ấn tượng khi mà lần đầu hai đứa gặp nhau như thế nào? Dạ lần đầu thì gặp thì em thấy ghế dài vậy này. Mà em thấy có người có một mình ở trong này gần sân khấu á. Nên em cũng mong men lại là làm quen. Vì các bạn trong hội là nhờ là em lên sớm vì con gái mà lên để chuẩn bị đồ ăn này kia vậy á. Thì em lên sớm thì em ấy xong là các bạn có tổ chức bốc thăm số để ngồi trên cái ghế dày ghế hai bên ấy. Thì em bốc vào số 26 còn anh số 27, ngồi gần sát nhau luôn. Cái đó là duyên rồi em ơi. Duyên đúng duyên không? Dạ. Rồi. Nhưng mà hai đứa có cùng quê không? Dạ, dạ không. Em quê ở Huế. Anh này đi vào sau gần như mọi người ngồi ổn định rồi anh mới vào. Thì em vào em nhìn thấy Tài, em cứ thế nào định hình trong đầu là nhìn người khác thế nào cũng trẻ hơn cả mình. Cho nên em gặp anh này em thấy nhìn cái thằng này nhìn nó trẻ trâu ghê. nhìn ít tuổi hơn em. Tại vì định hình trong đầu từ trước nay em quen ai là em cứ thích là quen người lớn tuổi hơn chứ không thích ít tuổi hơn. Cho nên là khi gặp như vậy là em nội chuyện thoải mái lắm. Chỉ đi giao lưu bạn bè thôi chứ không có nghĩ gì hết. Dạ đúng rồi. Cường thì sao? Nhưng mà Cường nhìn cô này là Cường thấy có cảm tình liền đúng không? Dạ em thấy cô ngồi một mình mà có dàn cho những người mà kiểu khép đép vậy đó. Có nghĩa là dạy bên kia, đằng sau lưng em ấy thì đầy rồi. Còn chỗ em thì chỉ có một vài người rải rạc ngồi thôi. Dạ. Sau đó thì như thế nào? Thì hôm đó là chương trình kéo dài đến 12 giờ nhưng 11 giờ là em xin phép về trước, là em trốn đi về trước. Thì anh này thấy phát hiện em ra trốn đi ra luôn ra sau đi về trước là anh chạy theo sau. Anh nhất quyết đòi xin số điện thoại bằng được. Nhưng em không cho tại vì thật sự là em cũng thích quá. Tại đúng không? Mà anh cứ nói chung lì quá. Đi qua đi lại nhất quyết là bắt em phải cho số điện thoại hay là em tắt lưới em cho số điện thoại. Về đến phòng đây thấy anh nhắn tin liền là em biết là có ý đồ rồi. Dạ, em đã về đến nhà. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có thường xuyên nhắn tin hẹn hò được với nhau không? Dạ về thì anh có hỏi thăm thì kiểu như em thích lắm cho nên em trả lời kiểu xã giao. Hai mấy ngày sau mới gặp nhau thì có nhắn tin nội chuyện trên Zalo vậy á. Nhưng mà cái lần gặp lại là chắc chắn là có tình cảm với anh rồi đúng không? Thực ra lúc đó là cũng chưa muộn quen ai cả. Hay là nói chuyện thì anh cứ hỏi thăm đi kia nhưng mà em trả lời kiểu phật lờ vậy thôi. Gặp mà vậy anh tấn công quá. Dạ đúng rồi. Lì quá em nói chưa. Tại vì anh lì quá cho nên là thôi thầy cũng chân thành. Em chấp nhận quen. Mà đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Em thì có một biến cố khi quen anh nha, là em bản thân em lúc đó là đang bị có bệnh. Cho nên bác sĩ cũng có khuyên là nên có bầu sớm. Mà cái bệnh của em mà để càng lâu là cái khả năng có con lời càng lâu càng giảm. Khi gặp lại lần thứ hai sau khi ọp ấy thì em cũng có trao đổi cái vấn đề bệnh của em. Em sợ là mình không thể có con ấy. Em bảo với anh như vậy, nếu mà anh suy nghĩ nếu mà anh có thể vượt qua chuyện đó ấy, thì mình quen nhau tiếp, còn không thì dừng lại. Mà ảnh thì sao? Cô tâm sự với em như vậy thì em cảm thấy nó cũng là giao nhau như hơi bối rối chút xíu hơi hoang mang xíu. Dạ hơi hoang mang thì phải 3 ngày sau em vẫn suy nghĩ. Nếu mà cô như vậy thì mình có thể là mình mang lại hạnh phúc cho người ta như thế nào đó. Nên em cũng tiến quyết định luôn. Chấp nhận luôn. Dạ. Em có đề nghị là hay là bây giờ tụi mình có con trước đi. Cái đó là em đề nghị. Ai? Em. Em đề nghị. Dạ. Sẵn là làm phép thử vào luôn. Dạ đúng rồi. Gặp nhau hôm 23 tháng 12 dương lịch ý. Xong đến ngày mùng 4 thì em bắt đầu lên em mổ. Là em xuất viện là bác sĩ bảo là bây giờ sức khỏe có thể ổn định để có thể sinh con rồi. Thì tối hôm đó là rủ nhau đi coi phim. Coi xong phim là 11 giờ đêm rồi. Em kêu anh thôi tối nay em về nhà em đâu. Thôi anh chở em về nhà về phòng trọ anh luôn đi. Còn tới tay kìa. Thì cỡ tới tay thì phất tới giờ anh có cần. Có phất không? Điểm đó có phất không? Không dám phất. Tại vì em lúc nãy em mới mổ xong cho nên là anh. Thực ra bác sĩ nói như vậy nhưng em thử. Em bảo với anh là em mới mổ xong đấy là anh không dám làm gì hết. Sợ sức khỏe của em, bạn dạ, gái đúng rồi. Nó giống như mình cũng sợ. Cái lần nào em mới phất. Hình như là một tuần sau hay sao. Là gần Tết năm 2019. Anh nghĩ là chịu hết nổi rồi, giật cái cầu. Đúng không? Nhưng mà rồi á, có bầu trước không? Dạ có, 27 anh ra nhà em. Xong là mùng 3 em vào nhà anh. Xong là có nghĩa là bọn em lúc đó tỉnh chuyện rồi là ba mẹ. Là mùng 4 là ba mẹ anh với anh nữa là ra nhà em bàn chuyện. Là
Tức là cái đêm là mùng 4 là hai dạ. đứa là phất đúng không? Dạ đúng rồi. Phất cờ luôn. Dạ. Phất cờ luôn. Và sau cái hôm phất cờ đó là bao lâu thì có tin vui? Sau hôm vào lại trong này, vào lại trong Sài Gòn ấy, thì mùng 7, chính xác là mùng 7 tháng 3 dương lịch. Là em trước đó là em thấy khó chịu trong người rồi. Thế là em đi mua cái que thử. Thì lúc đó là bọn em vẫn chưa ở chung với nhau đâu. Em thử sợ sáng sớm thì thấy hai phải. Em mừng em nhắn tin mặt. Em bảo với anh là anh người có rồi. Không, em chỉ nói là em anh có siêu quá anh ơi. Đúng rồi. Em còn nói anh giỏi quá, em nói câu chính xác là anh giỏi quá. Cái hai câu chị đoán đúng hết rồi. Em về tới nhà chưa em? Anh siêu quá anh ơi. Em nghe vợ mình nói cái điều đó thì lúc đó cái cảm nhận của em như thế nào? Dạ, lúc đó cảm nhận cũng thấy là rất hạnh phúc anh. Anh kêu là rất anh khóc nhưng không biết là có khóc hay không tại vì em nhìn thấy. Có khóc không? Dạ cũng có rớt nước mắt chút xíu. Rớt nước mắt thế hả? Rồi nhưng mình mà em có báo cho gia đình biết liền không? Dạ cũng chưa báo. Dạ cái này là em có xin phép một chút là tại vì trong thời gian đó thì em nghe một chị ở trong cùng công ty á, chị kêu chị là người Huế luôn, chị kêu là ở Huế có một số khu vực ấy là người ta kiêng cái chuyện có bầu trước. Nếu mà có bầu trước cưới là sẽ đi cửa sau. Thế em mới nói với anh là nếu mà đi cửa sau thì thôi khỏi cưới. Em không thích kiểu đó vì con đó là con cháu nhà mình chứ không phải em ấy gì hết. Dặn anh là từ từ nói với mẹ, ba mẹ anh. Còn ba mẹ em thì biết, tại vì cũng biết bệnh tình em như vậy cho nên ba mẹ em cũng không có nặng cái chuyện đó. Thời điểm đó là em mới mang bầu là đi khám là bác sĩ kêu là bị kiểu như động thai á. Thế là anh chờ quá, anh gọi điện về cho mẹ, anh hỏi chuyện mà dẫu em không biết. Nghĩa là mẹ chồng em gọi cho em ăn kiểu như ấy rồi nói cái chuyện kia luôn là bảo là gia đình bác không có chuyện đó. Cho nên con đừng có lo, thì cái đó để bác thu xếp hết. Dạ. Kêu đi cửa sau, không biết đi sao luôn. Dạ, em chẳng biết nó nhục. Mà nhà em có cửa sau không? Dạ, không đưa anh. Nhiều nhà đâu có cửa sau được cửa sau thôi. Hoặc là treo qua tường. Nhưng mà là ông bà nội nghe tin là vui lắm đúng không em? Dạ. Nói chung cái lúc mà lập gia đình thì cũng lúc đó em khoảng 33, 33, 33. Dạ, 32 rồi. 32 rồi. Lắm. Đó, rồi. Đó, bây giờ lấy nhau được mấy năm rồi nè? Dạ, chính xác là 21 tháng. 21 tháng. Thằng cu là 14 dạ, tháng. Lấy 21 tháng, cu em 14 tháng. Ừ, đó. Đó. Thôi chúc mừng hai em. Dạ. Nghe hai em kể thì anh đoán rằng là trong cái giai đoạn mà yêu nhau á cho đến lúc cưới chắc không có gì trục trặc đâu. Dạ, đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi á. Bây giờ có thật xấu gì không nè? Bây giờ thật xấu thì cũng có, lúc mới cưới về thì cũng có hay cằn nhằn này kia vậy. Mà theo em nghĩ thì vợ chồng thì ai cũng vậy. Cằn nhằn của vợ là hương vị đấy em. Dạ. Thôi còn cái gì nữa nè? Không, em chỉ thấy vậy thôi. Rồi bây giờ tới em đó Nhung. Dạ. Anh ấy có thật xấu không? Thực ra là em, tại vì bọn em khi đến nhau là cũng lớn tuổi rồi cho nên là cũng không yêu cầu cao về đối phương. Thì đến khi về thì trong thời gian cũng tìm hiểu nhiều cho nên chả có gì để mà vỡ mộng hết đấy. Hai vợ chồng em cãi nhau cũng duy nhất có một vấn đề là anh đi nhậu về thôi. Anh bình thường á là một con người em thấy giống như chồng khá hoàn hảo. Anh chăm con tốt. Này, từ ngày mà em mang bầu vô đến bây giờ ấy là em vẫn chưa biết lau cái nhà là cái gì. Chỉ biết nấu nướng thôi. Nấu nướng còn trước đây anh có rửa chén luôn cho em. Nhưng bây giờ em thấy tồi quá, đi làm về tồi quá thì thôi em rửa luôn. Là em nấu ăn xong em dọn dẹp luôn. Anh chồng số 1 rồi. Dạ. Bình thường anh như vậy nhưng mà đến khi nhậu về anh là một con người giống khác luôn. Quay 360 độ luôn. Khác là khác như thế nào? Kiểu như bình thường có gì mà dành em hay gì không có nói đâu. Đến khi nhậu vào là nói. À, nói hết. Em nóng tính rồi. Em quay ra em nói lại thế là anh sưng lên. Dạ rồi là để bụng đúng không? Dạ đúng rồi, hay kiểu như khó chịu với vợ ấy, ra ngoài thì chả bao giờ thể hiện cho em cảm nhận là anh thương em hay gì đó. Cứ khó chịu rồi nọ em vừa hỏi cái gì cáu gắt rồi nhăn mặt lại vậy. Cái đó là không được á, ở nhà làm một chuyện nhưng mà khi đi ra ngoài đường á lúc nào cũng phải cho mọi người xung quanh thấy rằng á là vợ mình đối với mình là số 1. Người vợ hạnh phúc nhất khi mà họ cảm giác được rằng á là mình là duy nhất của chồng. Và những người phụ nữ khác khi họ nhìn vào cái thái độ đó của em thì họ cũng cảm thấy là nếu như họ có tà ý với em là họ cũng tự động họ rút lui. Đúng rồi. Đó, cái đó là nó nghiêm túc luôn đó. Nhưng mình phải thay đổi nha. Như là anh nói nè, để bụng trong lòng á, không nói ra mà nhất là rượu vào lời ra nữa. Đôi khi mình nói những câu chuyện mà khiến vợ mình tổn thương á. Đúng rồi. Tổn thương nặng lắm á, mà đừng bao giờ để trong lòng những cái chuyện ha. Dạ. Mà nói trong hoàn cảnh say xỉn là mệt lắm nha. Dạ, dạ, rồi dạ. Sẵn đây có muốn anh ấy thay đổi chuyện đó không? Thì em chỉ cần anh
Nói chung là bỏ hẳn nhậu luôn là càng tốt. Thôi bỏ bớt thôi em. Bỏ từ từ đó. Bỏ từ từ có nghĩa là nếu mà được thì anh uống được, uống để ở mức kiềm. Cầm chừng. Ừ, biết là mình đang nói cái gì làm cái gì. Còn em thì sao? Muốn Nhung thay đổi điều gì Cường? Thì nói chung thì em cũng có gì thì sau chương trình em muốn thay đổi bớt cái tính khí hơi nóng nóng lại chút xíu. Chứ rồi để cho cuộc sống nó chán hòa với nhau vậy thôi. Thì những lúc chuyện không có chuyện gì mà cùng single lên thì cũng không có đúng. Tức là vì nè, bạn này á là lúc mà khi bạn không có rượu á là bạn nhìn em dữ lắm. Dạ đúng rồi. Mà em thì lại hay nói kiểu như single lên á. Thì thành ra là bạn vì muốn cơm lành canh ngọt á, bạn nhịn mà không nói. Mà tất cả những cái đó nó không có thoát ra hết mà nó ẩn sâu vô. Thành ra khi mà rượu vô á là người ta mới bộc lộ hết được đúng cái rồi. Những cái mà uất ức của người ta. Cái này của tụi em là tỷ lệ thuận đó. Tức là em bớt cái đó thì khi bạn này có thể bạn nhậu, nhưng mà bạn sẽ bỏ cái thói quen kia đi, cái việc kia đi, bởi bạn hết ức rồi. Bạn có gì đâu nói. Đó rồi cũng bớt buồn nên bớt đi nhậu. Rồi và chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc như thế này, vui vẻ như thế này. Và dành hết thời gian và tình cảm của mình dành cho đứa con của mình. Rồi, cảm ơn các em. Cảm ơn hai đứa. Sân khấu bây giờ là hai sắc hồng rực rỡ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em giới thiệu em Trần Hoàng Phương. Mai em 25 tuổi. Em thủ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Em còn thủ bóng đá hả? Em đá hạng gì? Hạng tiền đạo. Tiền đạo. Ồ vậy đó hả? Được lắm nghe. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trương Thiên Lý. Hiện tại em đang làm công việc là công ty tài chính FE. Dạ năm nay em 23 tuổi. Mời các em chia sẻ về chuyện tình của các em. Em gặp ảnh thì bữa đó là tại vì em có một người bạn. Bạn đó thì có vé đi xem bóng đá mùa giải V-League 2017. Là lúc đó ảnh đá cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Em gặp ở trên sân Thống Nhất á. Thì khi mà cái đội hình ra thì em thấy em là người để ý ảnh đầu tiên. Tại vì ảnh là người nhỏ con nhất trong các anh. Trong đội à. Dạ đúng rồi, nhỏ xíu à. Nhưng mà em chẳng để ý cái gì khác ngoài cái bờ mông hết trơn. Cái gì? Bờ mông. Dòng ba. Bờ mông hả? Trời ơi, anh nó xin bờ môi. Bờ môi. Lần được nghe bờ mông. Phương, em có thể đứng lên cái được không? Trời ơi, đúng rồi. Cái dòng ba thứ dữ. À. Rồi lúc đó em có thấy cổ không? Dạ không, em đá anh mà em đâu thấy khán giả nhiều. Sau đó như thế nào? Sau đó thì em mới biết là ảnh tên gì. Em mới lên Facebook. Check ra cái tên của ảnh thì ra đúng cái cầu thủ đang đá tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi em nhìn vô mới thấy là ảnh vẫn còn đang độc thân. Dạ, sau đó em là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Và ảnh cũng trả lời lại với em. Lúc mà em nhận được tin của cô này á, cô vợ em bây giờ đó, thì cùng cái lúc đó là em có nhận được tin của ai khác không hay là chỉ có một mình tin của cô thôi? Dạ không. Vậy hả? Vậy em. Hèn chi ông trả lời. Và tụi em nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp mặt? Dạ khoảng 3 tháng. Sau khi tụi em chính thức gặp mặt thì nó còn có cái chuyện gọi là chắc là đặc biệt nhất luôn. Sao? Trong cuộc sống của em. Sao? Tới hiện tại bây giờ. Là gì? Sau khi em gặp mặt ảnh ở rạp xem phim thì vô tình bữa đó là em đi coi phim Mẹ Chồng, thì không biết sao mà em tự em đặt phim Mẹ Chồng, tại vì có nhiều phim nước ngoài lắm lại không đặt. Thì em và ảnh gặp nhau, em thấy ảnh mua sẵn bắp nước này kia luôn. Xong vừa ngồi xuống chưa kịp nói chuyện nữa thì ảnh nói với em vậy nè. Anh nói với em cái này thì để cho em có xác định là hai đứa có quen hay nhau hay không. Cái em nói thì anh cứ nói đi, anh không biết chữ. Nói thẳng với em vậy luôn, nói thật, nói thẳng luôn, mặc dù hai đứa chưa đi coi phim. Em mới nói là ủa anh đùa hả, anh không biết chữ sao anh đi biết rạp mà anh tới đây anh xem phim, anh phải biết chữ anh mới đi coi được chứ đúng không? Không, anh nói thiệt. Lúc đó lòng em cũng bới rới lắm, không biết nói làm sao nữa. Rồi cũng vô xem phim xong á thì em vẫn nói chuyện với ảnh bình thường. Ảnh còn nói với em là anh cho em thời gian suy nghĩ. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Ủa vậy chứ sao mà em nhắn tin được? Nếu mà không biết chữ sao nhắn tin cho em? Kêu cái anh đi uống cà phê vô anh nhắn giùm. Vậy đó hả? Có nghĩa là trong 3 tháng là em nhờ người khác nhắn tin cho em. Dạ đúng rồi. Rồi sao ta? Rồi ví dụ giờ không có anh đó rồi làm sao nhắn? Ghi âm quen rồi. Dạ đúng rồi. À lúc đó là mình sẽ bấm voi dạ, đúng không? Dạ. Tại vì lúc đó em về thì em vẫn suy nghĩ tới chuyện là anh ấy không biết chữ thì sau này công việc nó như thế nào. Thì tại vì lúc đó em cũng nghĩ là đối với em cũng chẳng sao cả. Xong em mới nói ảnh là thôi thì em với anh quen nhau đi, em không có quan trọng cái vấn đề đó. Là bắt đầu từ bữa đó trở đi là tụi em ghi âm không. Ghi âm không. Dạ, còn từ bữa trước đó thì là người khác nhắn tin với em. Ê, cho anh hỏi một câu vui nghe. Dạ. Ví dụ như tối
khoảng chừng 10, 11 giờ mà em lỡ em nhắn tin với ổng. Rồi lúc đó không lẽ em cũng chat với ông kia để cho ông kia nhắn tin giùm cho em. Lúc mà nhắn tin lúc đó vô anh kia về mình nói vợ em nói thôi anh đi ngủ sớm đây mai anh đi sớm. Rồi ví dụ giờ vậy đi, giờ cái tên đường hoặc là địa chỉ rồi này kia nọ rồi sao ta? Tại ra nhiều khi nó khó khăn lắm á đúng không? Bây giờ tại vì cái gì phải tra Google hết. Dạ đúng. Thì là lúc đó em xử lý làm sao? Em đi từ đó cái có đặc điểm gì á, chỗ bên kế bên không có đặc điểm gì á mình nhớ. Nhớ cái đường đó đường gì. Vậy đó hả? Dạ. Ví dụ như sáng nay lên đây quay á, rồi ai là người tìm đường? Tìm đường. Tìm đường lên đây quay. Vợ em gọi sao chỉ đạo. Em chở xong vợ kêu quẹo thì quẹo. Thẳng thì thẳng đúng không? Thực sự là cái chuyện mà không biết chữ đó nó sẽ rất ảnh hưởng nhiều đến cái những cái kiểu như cái sự lãng mạn trong cái chuyện mà hai đứa yêu đương nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng có một lần là hai đứa em đi Bến Thành chơi thì vô tình là đi gửi xe, em cũng quên mất luôn là ảnh không biết chữ. Thì tự nhiên người ta là lối ra ảnh đi chạy xuống. Xong em mới nói là ủa anh ơi, cái này là lối ra mà tự nhiên anh chạy xuống vậy? Cái ảnh im lặng luôn á chị. Xong cái ảnh lại chạy lên lại, xong rồi đi lại đúng một cái lối vào. Còn cái chuyện nào nữa không? Thí dụ như bước vô quán ăn thì người nào coi menu? À dạ là em. Tại vì vô lúc nào cũng là em hết á. Nhưng mà tính tiền là ảnh. Phải biết, dạ biết đến tiền biết. Cái đó là cái quan trọng đúng không Hoàng Phương? Dạ. Nhưng mà bây giờ có học chưa? Bây giờ là đang cố gắng học chưa? Dạ cũng có học. Cũng có mấy anh dạy trong sân dạy nhiều lắm mà học mau quên. Ồ vậy hả? Cái gì cũng nhớ, chỉ có chữ quên. Cái gì cũng nhớ, chữ quên. Cái kỳ vậy? Tức là hồi nhỏ là cưng học tới lớp mấy thì thôi không học nữa? Có đi học bổ túc rồi. Đi học bổ túc rồi dạ. Mà cũng không có nhớ dạ. Được. Em có kèm không? Bây giờ dạ có, em dạ là có. Người kèm dạ có nhưng mà đọc thì kiểu như là ghép được một hai từ rồi. Còn ba từ trở lên thì không biết. Nhưng mà 24 chữ cái là em biết hết không? Cũng thuộc. Gần thuộc hả? Dạ. Nhưng mà phải học nghe chứ để dạ. Chỗ nó khó khăn, nó trở ngại cho mình nhiều lắm luôn á. Đúng rồi dạ. Tại vì bây giờ cái gì cũng phải tra lên Google rồi này kia nọ các thứ á. Dạ đúng rồi. Đó, nó sẽ rất khó khăn cho mình đó. Nó nghe này có con chưa? À dạ có. Có rồi không? Dạ. Rồi mai mốt dạy hai đứa luôn. Dạ. Ủa rồi tụi em yêu nhau được mấy tháng thì là lấy nhau? Tụi em yêu nhau tầm khoảng 7-8 tháng. Nó cũng tiến triển hơi nhanh. 7-8 tháng nhưng mà yêu xa hả hay là lúc đó làm sao? Dạ yêu xa. Anh đi đá nhiều. Dạ đúng rồi. Đi đá nhiều thì lúc đó, trong vòng 7-8 tháng thì như tụi em gặp được 4-5 lần. Mấy ông sơ cầu thủ á, ta nói là sức khỏe dữ lắm. Dạ. Dẻo dai dữ lắm. Có nhiều cái nó dữ lắm. Vậy thì lúc mà mới quen là ổng có rủ đi đâu không? Dạ có. Hai tụi em đi Đà Lạt. Thì đi Đà Lạt thì đâu có thể nào ở hai cái khách sạn được. Nên là em và anh ở chung một cái khách sạn. Có chung phòng không? Dạ có. Còn chung giường. Giường không? Dạ có. Tôi hỏi tới đó rồi đó. Nhưng mà trước lúc mà tụi em mặn nồng với nhau thì tụi em cũng có một cái giao kèo, một cái giao ước với nhau là nếu mà có em bé đó thì sẽ cưới, còn nếu mà không có em bé đó sẽ không cưới. Như vậy chắc chắn là có. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Là sau cái đêm mặn nồng đó hình như là chắc cũng phải cả đêm luôn á. Thì thì khoảng từ 2-3 tuần sau là biết tin có em bé luôn. Là cưới. Dạ là cưới. Biết em có em bé thì em có liên hệ với lại chồng em. Thì chồng em nói là để anh kêu ba mẹ qua hỏi cưới em. Vì lúc đó ảnh đang ở trên đội, không có thể nào về được. Thì mẹ của ảnh thì cứ nói là ảnh giỡn không à. Mà bữa đó thì ba mẹ em chở đi lên coi ảnh đá banh. Có ba mẹ ảnh luôn. Thì em mới không thấy ba mẹ ảnh nói năng gì hết. Em mới hỏi là ủa bác ơi, bác có biết tin con có em bé chưa? Em hỏi thẳng thật vậy luôn. Dạ. Có nghe Phương nói nhưng mà bác tưởng giỡn. Thì lúc đó ba mẹ mới thấy vậy, ba mẹ mới nói là không có giỡn đâu chị, bé nói thiệt đó. Thì ba mẹ anh Phương nói là vậy để em về em sắp xếp ngày thì em qua em hỏi cưới bé liền. Dạ thì cái đêm mà em ở Bà Rịa đó, thì lúc đó là ảnh đang đá ở trên sân, thì gia đình em đang ngồi coi. Thì lúc đó trong lòng em cứ nghĩ là chắc là cũng phải có làm cái gì đó để bất ngờ, cầu như kiểu như cầu hôn mình thật là lãng mạn, như là anh đá vô trái banh đó thì anh sẽ chạy lên cái ao anh gửi cho em một cái nhẫn cưới hay gì đó. Không có. Mọi thứ vụt tan. Trước cái ngày đó thì anh mới nói là bữa đó là cũng là trúng cái ngày sinh nhật em luôn. Anh mới nói là bây giờ anh đâu có biết chữ đâu mà anh đặt được cái gì trên mạng cho em đâu. Thôi mua bong bóng đi, có gì đêm đó về anh thổi cho. Dễ thương quá.
Rồi xong lúc rồi có bầu rồi có ở với vợ thường xuyên không hay là phải đi đá banh suốt? Dạ đi đá banh suốt mà lúc đó là mọi thứ để em làm hết. Cả ngày đám cưới là em một mình em làm hết. Như là chỉ có ba mẹ chồng em là đi xem ngày thôi. Rồi về là đặt hoa hay là làm quần áo này kia là em làm hết. Giống như là ổng chữ có đi về đặt vô cái vị trí đó vào cái ngày đám cưới rồi đi ra thôi. Rồi có tuổi thân không? À dạ có. Trong lúc đó thì em rất là tuổi thân. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình thương ảnh, mình yêu ảnh thì mọi chuyện nó qua đi nó không. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? À, dạ hiện tại em hai vợ chồng em cưới nhau được 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng bé được bao nhiêu? Dạ bé của em là được 7 tháng rồi. 7 tháng trai gái dạ, vậy? Bé gái ạ. Wow dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Rồi bây giờ trong 1 năm mấy ở với nhau có bao nhiêu tật xấu gì của ảnh lòi ra không? Bây giờ là đến lúc khui rồi đó. Dạ có nhiều lắm. Mỗi lần mà ảnh đi tập về mà ảnh về với vợ với con á là đồ là quăng tứ tung luôn. Để một nơi một góc là em phải đi gom em giặt. Bừa bộn. Dạ bừa bộn. Rồi cái thứ hai là đi ra ngoài đường là không bao giờ bận quần slip hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao mà lại như vậy. Chỉ có đi đá banh thôi, hoặc là đi đám cưới đám tiệc thôi. Còn ngoài ra là bất kể thì bước ra ngoài đường là không bao giờ bận. Để lòng thòng lính thế thì đi ra đường. Trời tả lòng thòng lính thế. Sao vậy Phương? Tự trong đá banh mặc hoài á, nó nóng nực quá. Đi mà lâu mình mặc đồ chơi mình mặc hỏi mặc cho nó thoải mái mà. Cho nó khỏe con người khỏe. Dạ khỏe. Rồi bữa nay có bận không? Dạ có. Chắc ăn vậy đó mà. Chắc ăn. Không cái này cũng phải là tánh xấu em ơi. Cái này là cái tật dễ thương thôi. Còn gì nữa nè? Như là em thì em sanh xong cái em hay quên. Mà ảnh tính ảnh là cực kỳ dễ quên luôn. Lại vừa nãy vừa ngồi ở trọng nhớ chị Hồng ra, nhớ ra chào chị Hồng Vân anh Quốc Thuận. Ngồi lắm bấm hoài ra cái quên luôn. Ai quên. Bởi vậy cho nên quên vậy mới quên chữ đó. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà có nick Facebook không? Chồng có chơi Facebook không? Dạ có. Rồi ông không biết chữ sao? Là sao đăng? Dạ. Ông đăng cái gì? Dạ mỗi lần mà ảnh đăng hình á là bạn bè mà muốn biết là ảnh đăng á dễ lắm. Tại anh để có cái icon cười nhẹ cái là biết. Còn mà mỗi lần mà muốn biết vợ ảnh đăng á là em sẽ ghi chữ. À là biết hôm nay vợ nó đăng chứ không phải là nó đăng. Rồi những cái trường hợp mà như là bạn bè của ảnh hay là huấn luyện viên hay là những người mà nhắn tin cho ảnh về công việc hay gì đó là mọi thứ đó là đều là em nhắn hết. Em sẽ đọc, em sẽ là người đọc cho ảnh rồi ảnh nói là em sẽ là người nhắn. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Cái nít ngủ thì còn đẹp nữa. Đi ngủ hả miệng không à? Hả miệng trời. Dạ. Dạ. Cái đó là không phải thật xấu đó, người ta không có kiềm chế được đâu. Anh cũng hả họng hoài. Con với lại chồng em thì y chang luôn, hai cha con nằm kế bên ngủ toàn hả miệng ra lên trời. Tới người đàn ông. Thế em đó Phương. Dạ đúng rồi. Kể đi. Xấu cái ngồi đâu bấm thổi. Nó phải xài luôn điện thoại của nó, xài luôn điện thoại của em đó. Thì xài hai cái luôn, xài thì đó em luôn thì nó à. Phải bấm đó. Dạ. Ừ. Rồi cái đập cái gì cũng đăng. Này cũng cầm điện thoại ra chụp hai anh chị lại đăng luôn vậy. À vậy hả? Còn gì nữa? Có hay đi mua sắm nè. Có tiêu xài, có cằn nhằn, cử nhử chồng. Dạ, cái chịu sắm nhiều. Dạ em chỉ mua. Mua gì? Mua online à? Mua online. Coi suốt là live stream bán quần áo, cái gì cũng mua. Vậy không, ông Tú không có tiền, có tiền thì em đó. Mua hết. Có ghen không? Giờ có ghen không? Đó, em đi ghen. Đá banh vậy là có đi đá xa về này kia nọ có hay ghen em không? Dạ cũng không. Dạ tại đâu biết chữ đâu ghen. Bây giờ có những cái cô gái mà nhắn tin cũng đâu biết đâu đọc, đâu biết đâu trả lời. Có mấy cô nhắn tin thì tự trả lời vô cho trả lời. Có mấy cô nhắn tin fan hâm mộ nhắn tin thì em tự trả lời luôn. Dạ, tự giả à. Em trả lời luôn. Nói anh nè, anh đang làm gì? Nói anh đang ngồi chơi. Tự trả lời. Thử đó, bắt thử đó. Chà cũng nguy hiểm mà ha. Nguy hiểm. Đó, vậy nhân đây thì có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì không? Dạ, bà xã em thay đổi bớt bấm điện thoại lại, bớt mua sắm lại, chăm con chút, em về cái thảy với em thôi. Rồi, tới Lý. Em thì em mong muốn chồng em là cố gắng học được cho nó có cái chữ, với lại tập nhớ dần dần những cái, tại vì chồng em cực kỳ dễ mau quên luôn. Em mong là anh dễ nhớ một chút. Bây giờ chị nói nghe nè, em phải cảm giác vậy nè, giống như là nếu em không biết chữ thì xung quanh em người ta làm cái điều gì thì em cũng không thể nào nắm bắt được. Dạ đúng rồi. Bây giờ em phải đi bác sĩ, phải uống thuốc thì mới có thể cái chuyện mà nhớ cái này, nhớ cái nọ, nhớ cái kia mới được. Đúng rồi. Thì từ từ em sẽ tạo được cái việc là em tập trung vào một cái việc mình làm thì là lúc em sẽ học được chữ. Ừ. À, dạ. Đó chứ em phải đưa chồng đi nha. Dạ. Ừ, chứ còn không là không bao giờ em nhớ được luôn. Dạ, đúng. Nó là bệnh mà. Em phải kiên trì trong cái chuyện đó. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son,
và với một cái việc gọi là tất cả mọi người đều mong muốn em phải biết chữ. Yeah. Đó, phải cố gắng học, phải nhớ. Thì bây giờ có lời hứa nào không? Em gán biết chữ lo con em vệ. Đúng rồi, bảo vệ vợ, bảo vệ con, bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn hai em, chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc. Dạ, chào em. Chào hai em. Rồi, mời cô dâu ở đây. Giống nhau nghe. Phu thê đó. Ôi trời, hai cái gương mặt này giống nhau quá. Giống không quý vị? Sinh ra là để cho nhau nè. Đó. Rồi bây giờ mời hai phu thê giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Minh Hoàng. Thì em hiện tại là chuyên viên kinh doanh bất động sản. Dạ, em tên là Linh Như. Hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em làm ở quận 7 hả? Quận 7. Dạ. Em đang nhiêu tuổi? Dạ, em đang 27. 27. Là hai bạn bằng tuổi nhau? Dạ, dạ, anh hơn em tuổi. Em hơn một tuổi. À, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Dạ, tụi em quen nhau qua mạng xã hội, Zalo. À, Zalo hả? Dạ, thì em thấy cái hình đại diện của cô này với lại là cái cách nói chuyện qua trao đổi thì em thấy hợp với cái tính tình hay là mình gọi như là đồng điệu. À, dạ, cho nên là quyết định là cho nên là mình cũng phải tìm cơ hội để mà mình hẹn gặp cho bạn được. Còn Như sao? Dạ thì ban đầu thì em thấy là ảnh cũng giống như cái avatar của ảnh á, thì nhìn mặt hiền lành. Em thì gu em rất là thích những anh chàng mà hiền lành. Trao đổi với nhau cũng một thời gian thì khi mà ảnh hẹn gặp thì em cũng đồng ý gặp để biết coi có hợp với nhau hay không. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ tụi em nói chuyện với nhau cũng khoảng được 3 tháng. Rồi sau đó tới dịp tụi em gặp nhau là đúng ngày 14 tháng 2 á. Rồi cái lần đầu mà em gặp cô này á thì cái cảm xúc em sao? Thì cái buổi gặp nhau lần đầu tiên thì cổ mời em gặp ở một quán cà phê acoustic. Em nghĩ là nếu mà mới gặp nhau á, mình nên chọn một cái không gian nào đó nó thoải mái để mà mình có thể là mình dễ tìm hiểu, mình nói chuyện với nhau. Cô này cổ hẹn mình ra, lúc đó là em cũng đã tới gần quán rồi. Em đứng đối diện bên kia đường và em nhìn vô thì cô này cô gọi điện cho em, nói là anh tới chưa. Em nói anh cũng chưa tới đâu. Nhưng mà mình lúc đó là mình cũng đang suy nghĩ vô là chơi cho vui hay sao. Nhưng mà rốt cuộc là em cũng quyết định em vào. Khi mà đó, thấy mặt cổ thì sao? Dạ, nhưng mà lúc là em tiếp xúc á thì em thấy là hoàn toàn là bình thường, chững chạc, đàng hoàng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Rồi lúc em gặp ảnh em có thấy đúng như trong hình không? Có bị thất vọng về cái nhan sắc của ảnh không? Dạ khi mà gặp ảnh thì em thấy là bề ngoài thì ảnh không có, trong hình thì hiền hơn. Ở ngoài thì nhìn hơi cá tính. Nhưng mà nghe giọng nói là biết là chắc chắn là hiền rồi đó. Vậy thì bao lâu thì bắt đầu mới tỏ tình? Dạ đúng một tháng luôn. Đúng một tháng luôn, trời lâu dữ ạ. Tỏ tình có lãng mạn không em? Dạ tỏ tình ở chỗ cầu Ánh Sao, quận 7. Một nơi rất là lãng mạn. Anh nói với em một câu mà em nhớ hoài, em không có quên được là anh cũng trải qua nhiều lần qua va vấp này kia. Thì cái độ tuổi này của tụi mình thì cũng chín mùa rồi. Thì anh nghĩ là khi mà gặp nhau như vậy thì mình không còn có thể là tìm được người nào tốt hơn nữa. Thì tụi mình nên quen nhau. Ồ vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy em sao từ chối? Có em có khóc không? Lúc đó em hơi cảm động một chút nhưng mà thật sự thì em cũng lý trí á, nên cũng không có phải là chấp nhận liền lúc đó. Chưa nhận liền luôn? Dạ đúng rồi chưa. Đến bao lâu mới chấp nhận? Dạ sau đó lúc mà anh nói xong câu đó thì bữa sau anh lại đi du lịch với gia đình. Thì ở đây không gặp ảnh, không đi chơi thường xuyên nữa, mình thấy nhớ. Và em nghĩ đó là cái chất xúc tác để làm cho em chấp nhận ảnh. Khi mà ảnh vừa quay về là em đồng ý luôn. anh đi bao lâu? Dạ anh đi có một tuần thôi mà thấy lâu rất nhớ. Lâu quá, một tháng một tuần thôi các bạn ơi. Ôi tìm hiểu một tháng xong rồi một tuần trả lời câu hỏi là lâu, yêu hay không yêu. Nó dài đằng đẵng luôn á. Bao lâu thì các bạn mới đi chơi chung với nhau mà đi xa? Dạ lần đầu tiên mà tụi em đi xa mà nhớ nhất luôn á là vào ngày 30 tháng 4 đi phượt Đà Lạt. Mà đi một hội hay là đi chung đi hai đứa thôi? Dạ chỉ đi hai người thôi. Ồ vậy đó. Rồi lên Đà Lạt thì rồi sao một cái vùng đất mà nó lạnh lẽo như vậy thì hai bạn... Em thiếu chữ lạnh lẽo và lãng mạn. Đó, lạnh lẽo lãng mạn vậy thì hai bạn như thế nào? Cái đợt đi này là em rất là khổ luôn. Tại vì nào giờ là không có cái chuyện mà vừa mới nói đi, nói hôm trước đi nha em là bữa sau đi liền. Tụi em chưa chuẩn bị gì hết trơn, phòng cũng chưa book. Mà 30 tháng 4 thì chắc chắn là mình phải book trước cả tháng đó. Thì hôm đó tụi em đi lên mưa nữa.
mắc mưa mà đổ đèo, rồi sau đó đi tới Đà Lạt là hai đứa ướt như chuột lột. Mà phòng thì không có, phải đi xung quanh thành phố Đà Lạt kiếm phòng. Rồi cuối cùng lạnh run quá thì cũng kiếm được một cái homestay nhỏ nhỏ, dạ, cái phòng bé xíu luôn. Thì tụi em vào thuê thì nói chung là ở chung nó có nhiều giường tầng á, thì nói chung cũng hơi bất tiện xíu. Nhưng mà qua ngày hôm sau là quẳng mấy cái bất tiện đó qua một bên đi chơi. Ủa, ở Đà Lạt mấy ngày? 3 ngày. Một ngày thứ mấy thì mới nằm ngủ chung với nhau? qua ngày thứ ba là tụi em có nằm ngủ chung, là do là tụi em đổi qua chỗ khách sạn khác. Ngủ chung với nhau như thế nào? Chuyện gì tới nó có tới không? Dạ vẫn không tới, tại vì chỉ nắm tay nhau ngủ thôi. Mình tìm mà mình không có biết một cái gợi ý nào để mà thúc cô này. Có nghĩa là em không có gợi ý hả? Hay là tại vì em thấy cổ không bật đèn xanh thành ra là em ngại? Thì ban ngày mà trước khi mà ngày hôm đó mà mình đi chơi á, là em đã nghĩ trong đầu là tối nay là về kiểu này là cũng vui vẻ một chút. Nhưng mà đi chơi mà cả ngày mà đi không ngừng nghỉ, mà đi ăn uống quá trời, xong về là nhiều khi là mình mệt rồi quá. Mình quên bẵng luôn là về xong là mấy đứa là vứt đồ đó là nằm. Không còn nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Nhưng mà còn phía em thì sao Như? Dạ phía em thì cái đợt đi đó nó cũng làm cho em tin tưởng ảnh hơn. Khi mà ảnh chụp hình thì ảnh lấy cái vân tay của em làm bát cho điện thoại ảnh á, nên em cảm thấy rất là tin tưởng. Về sau đợt đó là có đưa bà xã về ra mắt gia đình không? Dạ. Cái đợt ra mắt gia đình là cái đợt ảnh làm em rất là quê luôn á. Tại sao? Ảnh làm bất ngờ, tự nhiên ảnh không nói gì hết. Em với ảnh đang đi chơi, em mặc đồ sexy lắm, đang đi chơi như vậy cái tự dưng ảnh cúi đầu chào con chào ba, là ba má ảnh đang ngồi ở ngay ghế đá góc đường luôn á. Trời ơi. Ồ, bất ngờ mấy. Rồi ba má cũng chịu luôn hả? À tức là em tạo ra một tình huống bất ngờ như vậy. Thì em gặp ba má thì em nói là dạ này là bạn con. Thì hai đứa con nay dẫn đi chơi. Ba má kêu vào nói chuyện, trao đổi. Thì ba má của em cũng rất là thoải mái thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Như thì cũng giống như là cảm giác như là nghĩ là ảnh cho mình ra mắt ba má một cách trong một hoàn cảnh mà không thể tưởng tượng được. Còn về phía gia đình em thì sao? Dạ gia đình nghe em tin là em có bạn trai sắp lấy chồng, gia đình có bất có ngờ không? Lúc đầu mà em báo là con dẫn bạn trai về nhà thì ba mẹ em mừng, tại vì trước giờ không thấy dẫn về tụi em lét á. Với lại khi mà về thì cha em thấy ảnh là cũng hiền lành lễ phép á, nên cha mẹ em chấm điểm cao lắm. Rồi bây giờ các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em 11 tháng rồi. 11 tháng đúng không? Trong 11 tháng đây, người đàn ông thật là giá trị trong mắt của em đó. Có tật xấu gì không? Dạ cũng có một số, mà đáng kể nhất là cái tật hay quên. Thí dụ như hôm trước mới gần đây nhất luôn, ảnh nướng bánh cho em ăn, mà ảnh nướng luôn cái cây mà gấp để kéo cái khay bánh ra đó. Ảnh nướng luôn cái cây đó trong đó luôn. Ôi mày nhớ nghe không nổ á. Dạ. Để khắc phục cái chuyện mà ảnh hay quên đó thì dạ, em có biện pháp gì không? Dạ em đã soạn một cái tờ giấy mà em đặt tên nó là 10 lời vợ dặn á. Rồi sau đó dán lên trên tủ. Mà vẫn quên à hay sao? Dạ tại vì anh cũng ít đọc lắm. Anh toàn là đi lướt qua mở tủ lấy quần áo xong. Em có nhớ một cái điều gì không? Một trong 10 điều vợ dạy không? Dạ có. Thì ví dụ như là không rượu chè cờ bạc gái gú. Rượu chè cờ bạc gái gú, cái đó bà nào cũng đó hết. Hoặc là ví dụ như là trong sinh hoạt hàng ngày á, là ví dụ như là đồ để đâu là phải nhớ ở đó. Có nghĩa là có 10 điều vợ dạy đó thì cứ nhớ lần lần đi. Ngoài cái hay quên là còn gì nữa nè? Dạ với lại ảnh hiền lành quá nữa. Mà em thấy là hiền lành ở nhà với vợ thì được, chứ hiền lành ra ngoài đường thì sợ người ta ăn hiếp á. Nên em luôn nói là anh cứng rắn một xíu. Rồi còn gì nữa? Ốm yếu gì nè, không biết có thức khuya không? Dạ có thức khuya, chuyên gia đem công việc về nhà. Sau đó em phải quy định luôn là tối là phải ngủ lúc 10 giờ. Tại vì cái tánh em á, từ hồi mà lấy chồng em lạ lắm, có người nắm tay em mới ngủ được. Ảnh mà không vô em đâu ngủ được. Nhưng mà là nếu mà khuya quá thì vô đâu còn nắm tay được đâu. Dạ, có ảnh hưởng đến cái chuyện sinh hoạt không? Dạ cái chuyện đó thì cũng không ảnh hưởng. Em quy định là bữa nào nếu mà muốn cái chuyện đó thì anh làm ơn anh vô sớm nằm ngủ lúc 9 giờ đi, để có một tiếng đồng hồ muốn làm gì làm. Rồi tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Cô thì cũng nhiều tật xấu lắm. Ví dụ như là nghiền mạng xã hội nè, Facebook nè. Lên coi Facebook và thấy bạn bè đồng trang lứa là như thế này, như thế kia. Nói là anh ơi người ta có con kìa, con dễ thương, hay là người ta đi du lịch kìa, là biết bao giờ tới mình. Hay so sánh đúng không? Dạ, đúng. Ghiền mạng Facebook và hay so sánh cuộc sống thực của mình và Facebook ảo. Đó. Vợ em thích đọc Facebook. Vậy thì có thích mê đọc truyện ngôn tình không?
Dạ có nữa. Mà cái đó là một cái đáng sợ nữa. Ủa sao đáng sợ? Sao? Tức là mỗi lần mà thấy vợ mà đọc chuyện ngôn tình á thì mặc định á là đang buồn mình. Cho nên là mỗi lần mà thấy vợ mà cần ngôn tình, ngôn tình là biết đang giận mình đúng không? Là lúc đó là trời là đang sai gì đây. Mình để ý à mình đang làm công việc này thôi mình gác lại. Cái là mình qua mình nói chuyện với vợ. Bây giờ em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn anh cố gắng là anh trí nhớ tốt một xíu rồi làm theo 10 cái điều mà em hay nói là được rồi. Anh thấy cũng không có mong muốn gì hết. Mong muốn ít ghê. Làm một điều không chết ngắt rồi làm tới 10 điều không biết sao ha. Rồi tới em đó. Dạ thì em cũng muốn là vợ mình là cũng trong cuộc sống thì cũng có những cái là mình đừng có xét nét nhiều quá. Mình đừng tại vì cái gì nó cũng có cái chừng mực thôi. Với lại bớt bị chi phối cảm xúc bởi những cái gì là những Facebook. Cái vớ vẩn, tức là phải biết kềm hãm cái cảm xúc của mình. Nếu mà em mà sống theo cái cảm xúc của người khác em sống không nổi đâu. Tại vì nó trăm ngàn cái kiểu cảm xúc khác nhau. Thì là mình phải lấy cảm xúc của mình ở tại gia đình của mình. Chứ mình không thể nào mà mình áp đặt một cái hoàn cảnh của người khác vô hoàn cảnh nhà mình được. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc quan hệ vợ chồng. Thành ra là cái mong muốn của chồng em theo chị là hoàn toàn chính xác. Dạ. Em phải sửa lại cái đó một chút ha. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị em. Xin chào.